Xin mời các cầu thủ của Bình Dương xin mời tập thể của Bình Dương chúng ta qua bên trái của khu vực lễ đài để chuẩn bị lễ trao giải thưởng. Vòng chung kết giải đấu của 4 quốc gia, đầu tiên sẽ là giải thưởng của trận đấu. Giải thưởng của trận đấu gồm có 2 giải. Giải thưởng dành cho cầu thủ khi mà thắng đầu tiên của trận đấu gồm có cúp tiền thưởng trị giá 3 triệu đồng, thưởng phẩm duy nhất Việt Nam và phần quà của công ty cổ phần thực phẩm.